các bạn thân mến, ngày nay thì Châu đang có mặt tại xã Mã Lé, thuộc huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang và đang trên hành trình vô định đi tới những bản làng của người đồng bào dân tộc vùng cao trên này. Cái khu vực mà Châu đến thì nó là một khu vực mà sẽ khác hơn một chút so với những cái vùng đất khác, là ở đây thì họ có trồng được cả lúa nước, trồng được cả ngô, trồng được rất nhiều giống cây trồng khác nhau. Tự chung lại thì đây là một cái vùng đất mà có nhiều cái đất để bà con canh tác, nên là cảm giác như cái đời sống ở đây nó có một cái gì đấy khấm khá, tốt hơn so với những nơi mà có núi đá, chỉ trồng được ngô. Nhưng mà cái con đường đi xuống những cái ngôi làng phía dưới thì cũng vẫn đang là đường đất thôi. Thấy bà con đang đi chở cỏ cho trâu bò. Chào thanh niên nhá. Đấy, rất là sành điệu, đeo tai nghe nghe nhạc. Con đường này thì bây giờ nó đang là cái mùa mà ít những cơn mưa rồi, thì đi lại còn dễ dàng, chứ Chào nghĩ nếu mà trời mà nó mưa thì rất là trơn, không thể bò xe máy được như hai anh vừa nãy. Giờ trời trên vùng cao, thời tiết bây giờ nó chỉ khoảng 18 đôi 10 độ thôi, rất là mát mẻ dễ chịu, không khí trong lành. Nói chung là trên vùng cao thì không khí là cái điều vô cùng tuyệt vời, rất dễ chịu luôn, khoan khoái. Đấy, ở đây bà con có trồng được rất nhiều lúa nước, có những cái khoanh ruộng nó cũng kiểu na ná như cái thửa ruộng bậc thang ấy. Mặc dù quy mô nó không lớn nhưng mà nó cũng là ruộng bậc thang. Đây rồi, đã thấy có dấu hiệu của dân sinh rồi, có một gia đình họ đang xây nhà. Những ngôi nhà xây thì nó cũng là một cái sự phản ánh rất là rõ nét về cái điều kiện kinh tế của cái vùng đất đó. Ví dụ như ở đây tôi đã thấy một ngôi nhà đang xây và một ngôi nhà xây rất là to bên cạnh nữa rồi. Vậy là ở đây sẽ là một ngôi làng mà có điều kiện kinh tế tốt. Vì nó cũng là một cái vùng đất giáp biên, nên là chẳng nghĩ rằng là bà con có nhiều cái điều kiện để đi làm kiếm tiền ở bên nước bạn. Ui, xây nhà rất là to này, quy mô hoành tráng. Ui, hoành tráng đấy. Chào chú ạ. Nào. Vâng. Đây là nhà của chú à? Nhà của cháu đấy. À, nhà của anh áo đỏ trong này à? Đấy, em chào anh nhá. Vâng. Mình xây nhà to đấy. Đấy thôi mà. À, em vào chơi tí nhá. Ôi. Đây là kiến trúc của người Mông hay là người Trung Quốc? Đây là người Mông ạ. Người Mông à? Thế mình có học hỏi một tí nào của Trung Quốc không? Anh? Không gì. Ý là mình có học cái kiểu nhà của Trung Quốc một tí nào không? Không, không à? Làm theo kiểu của người Mông đúng không? Đấy. Cái nhà này đầu tư hết bao nhiêu tiền rồi? Đấy là... từng trăm triệu ấy. Có 100 triệu rồi ạ? À? Tổng nếu mà xây xong thì khoảng hết bao nhiêu tiền? Xây xong là 150. 150? À. Thế mình đủ hết tiền để làm chưa? Chưa mà. À. Bây giờ thì đi vay thôi. À, đi vay. Đi vay ở đâu anh? Vay ngân hàng. Vay ngân hàng à? À. Vay bà con không? Ừ. Nhưng làm xong rồi mình trả nợ dần cũng được. Đấy. Ở đây còn nhiều ngôi nhà xây như này không anh? Có. Thế ạ? À? Thế em cảm ơn anh nhá. Vâng, em chào anh. Đấy, một ngôi nhà ở đầu làng mà tổng cái mức đầu tư đã khoảng hơn 150 triệu rồi. Rất là giàu. Mà mình thấy cái kỹ thuật xây dựng của những cái người thợ vùng cao cũng rất là tốt. Đây toàn là thợ người Mông, không phải thợ người Kinh. Đúng không chú? Chú ơi, toàn thợ người Mông đúng không? Vâng. Toàn người Mông tự làm đúng không? Vâng. Đấy. Đấy, toàn người Mông tự làm nhà, tự xây nhà. Ui, bên này này, to,
khổng lồ luôn, ngôi nhà hoành tráng mà bà con lại không chát, xây rất là to luôn, nhìn ngôi nhà choáng luôn này. Đấy. Nhưng mà nó vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện thì phải. À, đây rồi, tôi thấy một chị đang gặt lúa rồi. Ủa ôi, bên này này, nhà đẹp không? Đấy, nhà siêu giàu đấy. Nói chung đây là một cái vùng đất mà mình cảm giác như cái đời sống rất là tốt. Cứ nhìn vào nhà cửa là mình đoán được cái đời sống của họ rồi. À, cứ tưởng chị này gặt lúa, không phải à? Chị đang làm gì đấy? À, không phải gặt lúa thôi, mình cứ đi lên trên này. Thấy chị ấy nhìn mình với ánh mắt cũng khá là dò xét. Bây giờ thì cháu sẽ men theo cái con đường đất này đi xuống cái cụm những ngôi làng phía dưới. Và theo thông tin mình tìm hiểu thì đó là những ngôi làng khai hoang. Cái cụm từ khai hoang thì những ngày xưa nó là một cái vùng đất, ví dụ như đây là một cái vùng đất mà hoang vắng, xong rồi là nhưng mà lại màu mỡ, thì người ta sẽ đến, người ta sẽ khai phá, xong rồi là trồng trọt, xây dựng nhà cửa, xong rồi nó thành một cái khu kinh tế, khu nhà ở, thì có lẽ người ta gọi đấy là khai hoang. Ở đây hình như người ta có phong trào xây nhà thì phải. Mình lại thấy một đống cát rất là to, để chắc là nhà này cũng chuẩn bị xây nhà này. Một chị gái, không biết là nhà đang định xây ở đâu. Ngó. Ôi em ơi, đang chuẩn bị xây nhà hả? Nhà em ở đâu đây hả? Lại bắt đầu ngôn ngữ rồi đấy. Bây giờ mình sẽ thử đi xuống ngôi làng này nhé. Chắc cái thời điểm này thích hợp để xây nhà hay sao ấy. Thấy nhà nào cũng đang chuẩn bị để xây nhà. Ở đây thì không phải là những ngôi nhà gỗ nữa rồi, toàn nhà xây thôi. Ôi, không biết là đi từ nhà này có xiên được sang nhà khác hay không. Bây giờ là mình đang đi xiên. Hình như là sẽ chung một cái ấy, một cái đường để đi sang nhà khác thì phải. Đúng rồi, sẽ đi xiên sang một cái nhà khác. Họ sẽ chung nhau một cái đường đi. Và hầu như toàn là nhà xây. Chào chú ạ. À. Chào chú. À. Hai vợ chồng đang làm gì? À, đang giặt quần áo. Chào cô nhá. Cháu đi nhờ con đây một tí nhá. Không phải. Không phải á? À? Cháu đi qua đây ấy. Cái này. Bên này còn cháu đi qua đây ấy. Hả? Mù ơi. Ơ. À? Đấy, tự nhiên cô ấy lại đi cùng luôn, chưa hiểu như nào. Xen kẽ giữa những ngôi nhà xây thì sẽ có những ngôi nhà bằng gỗ, thậm chí là cả nhà trình tường đất. À, chưa bị hiểu như nào. Cô ấy đưa mình đi luôn. Cô ơi, cô tên là gì? Hả? Bé chị. Đúng rồi. Hả? Ở Hải Ua. Bé chị. Xong thì Mỹ. Mỹ à? Ừ. Ê, mua. cô Mỹ. À, cô Mỹ. Đấy, cái tên Mỹ nó rất là phổ biến ở trên vùng cao. À. Ôi, không biết là cô ấy đưa mình đi đâu. Chào anh ạ. À, à vâng. À, cô đưa cháu đến đây đúng không? Chắc là cô không nói được tiếng Kinh nhờ cô đưa em đến gặp anh nhỉ? Anh nói được tiếng Kinh đúng không? Vâng. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Chị Pô Lũ Mơ. Anh đang làm gì đấy anh? Hả? Anh đang làm gì đấy ạ? Anh làm cái ghế. Làm cái gì ạ? Hả? Làm cái gì ạ?
Không làm gì đâu mà. Không làm gì à? Em hỏi cái ngôi làng này tên là gì anh? Hả? Ngôi làng này tên là gì ạ? Ngôi làng? Ừ. Tên là Pó. Anh tên là Pó à? Vâng. Cái làng này cơ mà. Vâng. Cái làng này tên là gì anh? Cái làng này? Ừ. Cái làng này phải là cái đất kê. Có phải là làng Khai Hoang không? Vâng. Khai Hoang thì ở đây. À, đấy. Nói chung là cũng không có hiểu nhau mấy đâu. Nhưng mà hình như anh... là cái này để làm gạch xây nhà đúng không? Vâng. À, anh ấy chuẩn bị xây nhà. Đấy, ở đây mọi người có cái phong trào xây nhà mới thì phải. Anh chuẩn bị làm nhà mới à? Không phải, là cái... À, làm chuồng bò à? À, chuẩn bị xây chuồng bò đúng không? Rồi. Hóa ra là thế. Nên là anh ấy đang đào rất nhiều cái móng để chuẩn bị xây chuồng bò. Sao không xây nhà trước rồi xây chuồng bò sau? Không có tiền làm. Thế nhưng mà có tiền làm chuồng bò mà sao lại không xây nhà trước? Nhà kia thì nó bỏ đất kia chưa chuyên hồng thì tí kệ. À, cứ làm nhà cho bò trước đúng không? À. Làm cho người sau đúng không? À. Trẻ con đi học hết rồi à? Chẳng có một người đi ở Mắn Lấy Hầu rồi, một người đi Bình Dương làm việc rồi. À, đi tận Bình Dương làm việc cơ. Vâng. À, hóa ra là cô Mỹ cô ấy không nói được tiếng Kinh nhưng cô đưa mình xuống đây. À, nhà mình có điện nhá? Có rồi. Có rồi à? Vâng. Thế thôi anh lại làm việc đi. Anh làm việc đi. Vâng. Về luôn à? Vâng, em... Vâng, em cũng về luôn, em cũng không biết là sẽ làm gì với anh. Thì thấy anh đang sửa cái máy này. Vâng. Thì em xin phép nhá. Vâng. Anh ấy cũng xây làm một ngôi nhà bằng trình tường đất. Đấy. Vậy là song song giữa những ngôi nhà xây thì là những ngôi nhà đất. Dạ thôi ạ. Vâng, hôm khi khác em vào chơi. Vâng, em lại đi xuống phía dưới một chút. Thấy nhà này có vẻ có nhiều khói, không biết làm gì. Mình cứ xông pha thôi. Không ngại ngần xông pha. Cứ vào thử xem nhé, bởi vì Trao thấy là ở đây bà con họ làm nhà rất là to. Đời sống rất là tốt. Biết đâu lại gặp cô gái xinh đẹp nào đấy. Chào anh ạ. Ở nhà anh. Vâng. Anh đang làm gì đây? À, nói đang cắt cỏ thôi. Thấy khói khói đang nấu gì à? Dạ. Có phải đang ủa mó không? Không ạ. Không à? À, nhà anh là nhà nào? Nhà đấy. Nhà này á? À? Vâng. Ôi nhà đẹp nhở. Ô anh ơi sao lại treo cái này ở đây anh? Cái này này. À, cái này của ông chủ kia nó cúng nó treo vào đấy. Cúng á? Vâng. Cúng là treo một cái vò rượu lên trên này vâng, à? Vâng. Nhưng mà để làm gì anh? Để phong tục Mông thì nó làm như thế thì nó danh mình nó đối. À phong tục à? Vâng. Mình thấy gia đình để một cái vò rượu treo lên như này chưa lần nào thấy luôn. Em vào nhà anh chơi tí nhá. Vâng vâng. Vâng. Ôi nhà anh có cả tủ lạnh à? Vâng. Là anh bán kem à hay là như nào? Không, cái đấy nó bán đây thời gian này thì nó bán thịt gà thôi. À anh đang bán gà lạnh à? Vâng. À hóa ra là anh bán gà lạnh cho bà con quanh đây à? Vâng vâng. Vâng. Ngồi đấy. Vâng vâng. Thế mọi người thấy không? Anh ấy cũng có một cái gian hàng rất là nhỏ. Ở đây Trao chỉ thấy có một vỉ cái thạch cay cay gì đấy. Đó, với cả là cái... đây mấy cái đồ... mấy cái đồ ăn cay cay. Ôi dồi ôi, rơi mất rồi. Vâng, mấy cái đồ ăn cay cay thôi. Và một cái tủ lạnh để bán gà lạnh. Ở đây thì mọi người hay làm gì để ra tiền anh? Dạ. Ở đây mọi người làm gì để ra tiền? Đây chỉ nó bán hàng tí mới được thôi. Bán hàng á? Ngoài trồng lúa ra thì bà con làm gì để kiếm tiền ấy? Đây nó trồng lúa phải đi làm
người già ở nhà nó trồng ngô trồng lúa. À người nhà nhà trồng ngô trồng lúa. Đây đây, đây chú bác. Người thanh niên nói cho đi làm thuê ở dưới Hà Nội. À thanh niên đi làm thuê Hà Nội à? Nhưng ở đây nhiều nhà xây nhỉ? Đây nó ít mà. Thế này là nhiều lắm rồi. Quá nhiều rồi. Năm nay nó mới chuẩn bị làm. Và năm nay nhiều nhà chuẩn bị làm à? Anh bán gà lạnh cho bà con ở đây, anh có lãi không? Nhiều không? Ít thôi. Mình nó mua 2 yến thì nó được 5 cân. À, anh mua 2 yến thì anh lãi được 5 cân à? Vâng. 5 cân thì tính ra bao nhiêu tiền đấy? 5 cân tính ra hơi 300. 300? Vâng. Thế bao lâu thì anh bán được hết 2 yến? Chỉ có 3-4 ngày thôi mà. Thời gian này dân nó lấy nhiều. À thời gian này mọi người lấy nhiều đúng không? Nó thu ngô, nó thu lúa nó lấy nhiều. Thu ngô, thu lúa lấy nhiều. Đấy, anh là một người rất là thức thời. Khi mà tất cả mọi người đi đào vàng thì anh bán cuốc ấy đúng không? Vâng. Em đến chơi một tí thôi. Em thấy anh tưởng anh đang nấu gì em vào xin miếng. À không ạ, em đốt cái rác kia thôi. À đốt rác. Vâng. Vâng, thế em xin phép nhá. Vâng. Vâng, em cảm ơn anh. Vâng, đi nhá. Vâng. Để thấy mọi người ở đây rất là có cái gì đấy rất là thú vị ấy. Buôn bán rồi nói được cả tiếng phổ thông rất là tốt. Vâng, em xin phép nhá. Vâng, em đi nhá. Vâng ạ, vâng ạ. Ở đây thì ngoài những ngôi nhà mà họ đã hoàn thiện thì còn rất nhiều ngôi nhà mà đang in giờ thì hết mực như này. Họ là xây to quá, chắc là chưa đủ cái điều kiện để làm tiếp. Đây, các bạn thấy không? Ở một cái vùng xa xôi mà xây nhà rất là to này. À, kỹ thuật xây dựng cũng không hề thua kém những vùng đất khác. Chào chú ạ. Tặng chú cái kẹo. Kêu cái bó cỏ to quá. Cô ơi, ăn kẹo không cô? À, tôi đi sắm à. Bó cỏ thấy nặng quá. Hai vợ chồng đi cắt cỏ. Đây này, chỗ này lại một gia đình nữa chuẩn bị xây nhà này. Nói chung là rất nhiều nhà đang chuẩn bị xây mới. Ôi dồi ôi, ở đâu ra mà đông này. Chắc là bọn trẻ con nó tan học rồi. Chào mấy đứa nhá. Ra đây bác phát kẹo này. Ra đây. Nhanh. No tham này. Cháu xin cô. Cháu xin cô. Ờ, nào. Cháu xin cô. Cô. Ờ. Cháu xin cô. Cháu xin ô. Ờ, cháu xin ô à, ok. Nào. Cháu xin cô. Cháu xin cô, rồi. Ờ, đúng rồi, cháu xin cô. Cháu xin cô. Đúng rồi, cháu xin cô. Cháu xin cô. Đúng rồi. Tô. Ờ, tin tô. Cháu xin cô. Đúng rồi, nào. Cháu xin cô. Đúng rồi. Nào, hai đứa nào. Nào. Cháu in ô à? Này cún này. Ơ, thế bé lớn nhất lại không nói à? Tại sao lại bảo các cháu xin cô? Bởi vì là các con đi học thì thường là các cô dạy thôi. Nên là cái chuyện mà các cháu học vẹt là cháu xin cô là cái chuyện đương nhiên. Bây giờ bắt chúng nó xin chú thì còn lâu. Chúng nó không thể nói được mà chúng nó sẽ bị sợ. Ôi dồi ôi. Hình như là mình đi đúng cái giờ bọn trẻ con nó tan học thì phải. Đông vui đấy. Dưới này thì lại tiếp tục thêm một gia đình nữa đang chuẩn bị xây nhà. Nói chung là mình cũng không rõ lý do vì sao mà ở đây cái mùa này như là mùa xây nhà thì phải. Nhà nào cũng thấy tổ chức xây nhà. Mà xây đều là xây nhà rất là to. Và kỹ thuật xây dựng rất là tốt luôn. Đây để xem chú còn kẹo không nhá. À, có gì nhiều thì có mấy cái kẹo cho các con. Này, ra chú chia kẹo này. Ra đây. Này, ăn không? Cháu xin cô. Cháu xin cô. Đúng rồi. Nào, đứa nào ăn thì nhanh lên nào. Chạy ra đây. Ở đấy khoanh tay thì kẹo nó tự chạy ra được à? Cháu xin cô. Đúng rồi, cháu xin cô. Nào. Cháu xin cô. Cháu xin cô, đúng rồi. Nào. Cháu xin cô. Đúng rồi. Đấy, bảo cháu xin cô nói rất là to. Mình rút kinh nghiệm rồi. Ra đây. Này, cháu xin cô này. Ờ, cú này xinh nhé nhỉ. Cháu xin cô. Ờ, cháu xin cô này. Cháu xin cô. Ừ, đấy, rất là ngoan luôn. Nếu mà bảo là cháu xin chú là còn lâu.
còn lâu mới mở mồm ra được. Này, cho con này. Ừ đúng rồi, cháu xin cô. Chuẩn đấy. Chúng mình cứ thử đi một vòng nữa nhá. Mùa xây nhà, nhà nào cũng xây nhà. Rồi, bây giờ thì cháu đã đi vào được cái cụm cư dân ở dưới rồi. Ồ, Cún ơi. Này, cho con này. Nó tham này. Cháu xin cô. À đúng rồi, chuẩn. Chào anh nhá. Đang làm gì đấy anh? Vào nhà chơi một tí được không? À vào đi nhá. Đi. Ồ, nhà mình là... Nhà mình là nhà nào? Nhà này. Nhà này à? Dạ. À. Thế còn nhà xây bên này? Chuồng bò đó. À chuồng bò à? Dạ. Ồ. Sao lại chuồng bò làm đẹp hơn nhà ở đây? Nhà chưa có đề khí ở nhưng mà bò thì phải làm cho nó ấm tí. À, bò phải làm cho nó ấm tí à? Vâng. Anh nuôi nhiều bò không? À ba bò một trâu thôi. Ba bò một trâu à? À. Anh trai này mình thấy rất là sành điệu này, có đeo cả khuyên tai này. Cắt tóc cũng rất là đẹp này. Này cho con này. Chào xin cô. À đúng rồi. Xin cô là kiểu gì mà nó sẽ mở mồm ra nói nhé. Thế là mình đầu tư cái chuồng bò hết nhiều tiền không anh? Tám chín chục triệu cơ. Ui dồi ôi. Siêu nhỉ. Nói chung là bò thì phải ở chỗ đẹp hơn người ấy nhá. Người cũng phải ở đẹp nhưng mà vẫn chưa có điều kiện. Khi nào có thì mình tay lại. Bao giờ bò lớn bán bò đi để người xây nhà đúng không? Đúng rồi. Dạ. Thì ngay bên cạnh ngôi nhà xây của bò thì anh có một cái ngôi nhà truyền thống mà trình tường đất rất là đẹp. Đó, con bé nào chưa có kẹo không? Bé nào chưa có này. Cho con này. Dạ. Cầm lấy. Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Em 20 rồi. 20 tuổi á? Vâng. À thế phải em mình thôi. Vâng. À, nhưng mà mình ở nhà làm công việc gì mà... Làm nưa đi cắt cọ cho bò, cho trâu. Thế á? Thế vâng. Mà xây được chuồng bò to thế á? Có phải ngày xưa đi làm thuê ở Trung Quốc không? Có nhưng mà lúc có gì thì không đi được. À. Đi được mấy năm rồi nhưng mà đầu có gì thì vào đây. Đi được mấy năm rồi? Đi là... ở Bình Dương mới về. À đi Bình Dương mới về à? Đây anh ấy có cái kiểu tóc cũng rất là sành điệu. Thế mình có mấy cháu mấy con này? Em có hai con rồi. Có anh thì anh trai thì có ba con. À. Đấy đây là cũng là một gia đình người Mông cơ bản ở cái ngôi làng Khai Hoang nhỉ? Đúng rồi. Nói chung là về cái điều kiện kinh tế cháu thấy là rất là tốt. Mọi người đây là không ăn mèn mén ấy nhỉ? Có mà. Vẫn có ăn hả? Vâng. Em thấy phơi thóc đầy ở đây này, vẫn ăn mèn mén á. Mèn mén có mà, mèn mén có nhưng mà trẻ thì nó cũng ăn. À trẻ con nó không thích ăn mèn mén à? Còn nó cũng thích từ là người lớn ăn. Trẻ con nó đi học nó ăn cơm quen rồi. Rồi nó ăn gạo này, nó không thích ăn mèn mén. Nó không thích ăn mèn mén nữa rồi. Mèn mén thì có như co cũng thích ăn. Là. Tuy người. Là. Mà ở đây mọi người nói được tiếng Kinh tốt nhỉ? Thế gặp anh nào cũng hay nói được tiếng Kinh. Bình thường thôi mà, có khi có người có công hầu mà nó cũng biết một ít. À. Thế em cảm ơn nhá, anh cảm ơn nhá. Vào nhà chơi tí đi. Thôi đi vào thăm một tí thôi, vào cho trẻ con mấy cái kẹo này. Vâng. Chào chú. Dạ. Nói chung là cha rất là thích cái ngôi làng Khai Hoang này vì mọi người giao tiếp được bằng tiếng Kinh và mọi người có cái sức bật kinh tế khá là tốt. Trong làng thì cũng rất là gọn gàng sạch sẽ. Những khu vực giáp biên mà đời sống thực sự là rất là tuyệt vời. Gia đình này cũng vậy.
cứ thử vào nhé. Anh ơi, có ai ở nhà không? Chị ơi. À, chào cô ạ. Cháu vào nhà chơi tí nhé. À chú. Cháu vào nhà chơi tí nhé. Chị Bao hả? Ôi, đây cũng là một ngôi nhà có cái khoảng sân rất là rộng. Chó dữ thế. Ôi, con kia nó có cắn người không? Sợ thế. Chào em nhé. À, chó dữ thế. Ôi. À, nó buộc rồi. Cứ vào chơi thôi. Ôi rồi, chào các bạn nhá. Chào các bạn nhỏ nhá. Ôi. Em là con dâu hay là con gái? Em là con dâu à? À. Đấy nhá. Vừa đi quán về à, xong mua nhiều bánh kẹo cho trẻ con. À, em vừa đi bà ngoại về à? À. Đây cũng là một ngôi nhà. Chồng em đâu? Chồng em đi làm. Chồng đi làm rồi à? À. Thế bố mẹ chồng không nói được tiếng Kinh đúng không? Bố mẹ chồng không biết. Không biết đúng không? Không biết tiếng Kinh. Ừ. Anh đi ngang qua thấy nhà mình đẹp đẹp ấy, ghé vào chơi một tí. Vâng. Này cho con kẹo này. Nó tham ấy. Xin nhá. Cầm cả hai cái này. Con xin cô nhỉ. Con xin. Này cho con này. Này ăn kẹo này ngon hơn này. Cầm này. Kẹo này ngon hơn này. Ừ. Này tặng con này. Con bé rất là xinh xắn. Em chuẩn bị nấu cơm nhỉ. Thế à. Đang định xin bữa cơm ở nhà có gì ăn không? Không có. Không có. Đấy, cũng là một gia đình cũng cơ bản nhưng mà mình cảm giác như là điều kiện sống rất là tốt. Trong nhà cũng không có gì nhiều đâu, nhà chỉ có mỗi cái bóng điện là để thắp sáng thôi. Chưa mua tivi à? Chưa có nhưng mà hỏng rồi. À có nhưng hỏng rồi. Đấy, vào nhà người Mông thì họ cũng rất là hiền lành, họ cũng rất là hiếu khách. Bất đồng ngôn ngữ. Giàu à? Ờ, chị giàu. Chị giàu. Không, giàu là ngồi. Ừ. Bên này mình cũng là chuồng bò à? Bên này là bò lợn à? Đấy, cũng chuồng bò chuồng lợn mà xây đẹp hơn chỗ nhà ở của người nhỉ. Ừ. Nói chung là bà con đây họ sẽ đầu tư cho cái nơi chăn nuôi gia súc rất là cẩn thận, rất là kỹ vì mình nghĩ rằng đấy là cái đầu ra kinh tế của gia đình nên là họ tự đầu tư rất là hoành tráng quy mô luôn. À, thế anh cảm ơn gia đình nhá. Ừ, vào chơi một xíu. Ui giời. Chó dữ thế. Hết cả hồn cả vía. Ui. Chào em nhá. Lấy củi à? Nhà gần đây không? Hả? Nhà gần đây không? Nhà đây à? Anh hộ mang củi về nhá. Được không? Không được. Sao? Anh hộ mang về nhá. Đi mình cùng khiêng lên xe nhá. Ôi. Thôi à? Không, tại vì cái dây thì nó yếu thôi, không phải là tại anh. Em tên là gì? Tên là... Hua. Huân hay là Hua? Hua. Bé ai chị? Bé Hua. Hua. À, Hua. Hua năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? 30 tuổi. 30 tuổi rồi cả. À, 30 tuổi là cũng có tuổi rồi đấy. Thế thì có khi là... lấy chồng rồi à? Lấy chồng chưa? Lấy chồng. Ôi giời ơi. Đây là cái hy vọng của mình bị dập tắt rồi. 30 tuổi có mấy con rồi? Hai con à? Ừ. Thế chồng đâu không hộ lấy củi mà đi một mình này? Chồng ở nhà. Chồng ở nhà á? Chồng ở nhà làm việc. Chồng ở nhà làm việc à?
Đi một mình này không sợ người ta bắt à? Không. Không sợ à? Ừ. Bị bắt bao giờ chưa? Hả? Bị bắt bao giờ chưa? Hả? Ừ. Chưa. À, em ấy có cái kỹ thuật buộc dây cũng rất là hay. Đó. Rồi. Cho anh về nhà xin một bát cơm được không? Được. Được à? Nhá. Nhà có cơm ăn không? Có. À. À. Nè. Ui giời ơi. Nặng này mà. Không biết một mình thì sẽ mang lên kiểu gì. May còn gặp anh nhá. Ok. Cái này à. Ui, bó bằng cái ấy này à. 2 3 Mà về về nhà ăn cơm cùng sợ chồng ghen không? Được. Hả? Được. Sợ chồng ghen không? Không. Chồng có đánh không? Không. Không đâu gì. Không đánh. Vì phụ nữ người Mông khi lấy chồng họ cũng ngại tiếp xúc với người lạ. Mà em biết đi xe máy là giỏi hơn nhiều người rồi đấy nhá. Nhiều người không biết đi xe máy. Thế ạ? Ừ. Anh có biết đi đâu. Thế bây giờ là anh sẽ chạy theo đít em à? Hả? Làm nào để về được nhà em, anh chạy theo đít em à? Ôi rồi. Để xem nào. Ôi. Nặng lắm ấy chỗ củi này. Nặng nhỉ? Hai người đi sau nhé. Hai người đi sau à? Đi trước nhé. Ừ, em đi trước. Nhưng mà làm sao anh đi cùng em được bây giờ? Anh chạy theo đi em à? Được. Thế đi chậm chậm đợi anh nhá. Đi. Ơi, từ từ thôi. Khả năng cao là cô ấy sẽ không đợi mình rồi. Còn mình cố quan sát xem là cô ấy đi đến chỗ nào. Ui đi nhanh thật đấy, phi vèo phát là mất dấu nhau rồi. Cuối cùng thì Trao đã không thể nào tìm được cái nhà của cô em chở củi. Mặc dù em ấy cũng rất là thân thiện và sẵn sàng cho mình xin một bữa cơm, nhưng có vẻ như là chưa đủ độ tin tưởng nhau nên là em ấy không chờ đợi Trao. Giờ thì cũng đã gần hơn 12 giờ trưa rồi. À đâu, hơn 12 giờ trưa rồi. Mình thấy có một gia đình họ đang gặt lúa. Mà cái cách gặt của họ thấy rất là đơn giản thôi. Họ sẽ dùng cái hòn đá để họ làm thay cái máy đập lúa ấy, và họ sẽ đập cái lúa vào đó để cho cái hạt thóc nó rơi ra. Thì mình cũng chưa thấy cái cách đấy như nào. Chưa thấy cách đấy bao giờ. Thấy cũng khá là lạ. Bây giờ thì cha sẽ xuống xem mà gia đình này họ làm cái công việc này như nào. Vì người Mông mà trồng lúa, gặt lúa thì những vùng khác cũng có, nhưng mà đặc biệt trên vùng Đồng Văn, Mèo Vạc thì cũng khá là lạ. Con đường để bà con vận chuyển lúa gạo đây. Mình cũng vừa đi qua một cái khu gọi là khu tái định cư ấy. Cũng xây một hệ thống nhà cửa rồi các công trình công cộng. Và hệ thống nước cũng trông cũng rất là quy mô, hoành tráng. Vậy là chắc cái khoảng vài năm nữa thôi, khu vực này nó sẽ lấp đầy bằng những ngôi nhà. Lúc đó thì chắc chắn là cái phong cảnh, cái đời sống, cái phương giao thông đi lại sẽ rất là phát triển đây. Bây giờ thì vẫn còn những cái công việc khá là thô sơ. Đây rồi, mình đã tới được cái ruộng lúa của bà con rồi. À, xem là mọi người có biết tiếng Kinh nhá. Mình thấy ngôi làng này cũng khá là giỏi trong việc giao tiếp. Chào chị. Vâng.
Sao buổi trưa không nghỉ mà vẫn gặt lúa à? Không. Không nghỉ á? Làm hết mới nghỉ. Làm hết mới nghỉ à? Thế cơm chưa? Rồi à? Đói quá không có gì nhỉ? Không có đâu. Không có à? Chị còn thừa tí cơm nào không? Hả? Chị có thừa tí cơm nào không? Thừa mà. Thừa á? Đây chị ấy phải ôm những cái bó này vào với nhau xong rồi chuyển những cái chỗ đang đập lúa. Này sao mình không gặt ở đâu xong mình đập ở đấy luôn mà mình lại phải chuyển đi như này cho mệt. Hả chị? Làm như thế. Làm như thế không mệt á? Thì cái cách này cũng khá là thủ công đơn giản. Xem nào. Đấy, bà con người Mông luôn luôn có một cái sợi dây thần kỳ. Sợi dây làm được tất cả mọi công việc khác nhau. Chị tên là gì? Chị Sùng à? Đây bây giờ chị sẽ để cái ôi, nhìn thấy đã nặng rồi, xong rồi chị sẽ gùi đi. Được không đây? Chị Sùng năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 24. 24 à? Ôi thế ôi em Sùng ơi. Đây em cứ ấy vào đi anh làm cho. Ừ. Được chưa? Ok nhỉ. Rồi anh giữ cho nhá. Ok Sùng nhá. Ừ. Không có gì. 24 tuổi là mấy con rồi? Hai con rồi à? Có ở đây còn đứa bạn nào chưa chồng không? Hả? Có rồi. Lấy chồng hết rồi à? Ôi giời. Mình thấy mọi người canh tác cái lúa nước này cũng rất là năng suất đấy. Nhìn cái hạt lúa rất là mẩy này, chứng tỏ là bà con có cái kỹ thuật trồng rất là tốt. Con chào bà. Chào chị. Chào bà nhá. Đây là ruộng của nhà nào hả chị? Em Sùng? Của nhà em luôn hả? Của nhà Sùng luôn à? Không phải của nhà em, chị của em thôi. Là chị, nhà chị gái Sùng à? Thế là hôm nay mình đi giúp gặt à? Anh tên là Trường nhá. Đây rồi. Lúc nãy khi mà mình dùng cái flycam để quay hình trên cao thì mọi người cũng rất là ngạc nhiên. Thấy mọi người đã có những nụ cười trên môi rồi. Là hiền lành thân thiện rồi. Ôi, Sùng đi cẩn thận nhá. Ui, cả chó ra đây chơi à? Ở đây mọi người cũng tận dụng lại cái rơm này, không bỏ phí một chút nào cả. Ui. Ôi, chó này. Mọi người tận dụng lại hết để cái này mang về làm gì? Cho bò A. À, thế yên tâm rồi, cái này bò rất thích ăn đấy nhỉ. Ui, con chó nó dữ thế. Em chào mọi người ạ. Chào cô. Nhớ sông á. Xin chào mọi người. Đây là cái cách nhá. Ôi, cái anh chó này cứ gầm gừ nhỉ. Im người ta nói chuyện xem nào. Gầm gà gầm gừ. Đây chính là cái cách mà mọi người đập lúa này. Thực sự là rất là thô sơ. Toàn phụ nữ nhỉ? Mỗi một anh đàn ông. Hả? Nhưng đập thế này nó không vỡ à? Nó không vỡ mất hạt thóc à? Hả? Chị Pau ơi. Được chưa? Được chưa? Tàu ạ. Tàu à? Tàu à? À tàu là được. Tàu, tàu chi tàu? Tàu ạ. Bên này thì một chú sẽ bó lại thành từng bó để lát nữa
phơi lên mang về cho bò. Nói chung là bà con cũng tận dụng hết, không có bỏ phí một chút nào từ cái cây lúa cả. Đây mình chỉ thắc mắc là tại sao không di chuyển cái bàn này về gần cái ruộng thì đỡ phải khiêng về. Công nhận là thô sơ thật đấy. Tao chị tao. 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 Chị. Chị bấu lùm mông à. Ờ, bấu lùm mông. Chị bấu lùm mông. Hà Nội. Hà Nội. Nho Kho Tử là nhà ở đâu? À, chị bấu Hà Nội à? À. Chị Nho Tử. Hả? À. Nói chung à. Bé à chị? Hả? Chị bao hả? Bé à chị? Mì. À, mì. Mì. À. À, nhìn thấy các cô rất là vui tính luôn. Cái này thì không được đập mạnh quá. Nếu mà đập mạnh quá nó vỡ cái hạt thóc. Thế này mới thấm thía cái câu nói là một hạt thóc vàng chín giọt mồ hôi. À, thấy một em gái này có vẻ xinh xắn. Em ơi, dạ. Em mấy tuổi rồi? Em 17 ạ. Bây giờ 17 rồi á? Dạ. À, em học hết lớp mấy? Em học hết lớp 8 ạ. À, hết lớp 8 đã nghỉ rồi á? Dạ. À, em tên là gì? Em tên là Mỹ ạ. Ồ, cũng là Mỹ hả? Dạ. Ở đây có bao nhiêu người tên là Mỹ? Không, chị biết nữa. Không biết á? Dạ. Mấy cô ở đây này, mấy cô tên là Mỹ? Không biết là em gọi là mẹ em rồi nhưng mà không biết tên. À, Mỹ. Mỹ 17 tuổi. Thế học hết lớp 8 thôi à? Dạ. Thế lấy chồng chưa? Đây là nhà chồng ạ. À, có chồng rồi à? Dạ. Ôi giời ơi, à đây là nhà chồng à? Dạ. À, lấy chồng hơi sớm nhỉ. Dạ. Thế anh hỏi một tí, sao không mua một cái máy tuốt lúa ấy, cho nó dễ. Dạ, không có cái tiền mua. Máy đạp chân này này. Không có tiền mua này. Cái máy đấy nó đắt bao nhiêu đâu? Có tiền mà. Thế à? Và... làm thì có tiền mua xe máy mà không mua được máy tuốt lúa. Nhưng mà đi làm thì mua được. À. Và... cái cách này anh thấy nó hơi mệt thôi. Và... kiểu mọi người cũng biết có cái máy tuốt lúa đúng không, nhưng mà không có tiền mua ấy hả? Và... à. Một cái máy tuốt lúa bao nhiêu tiền em biết không? Em chưa. Chưa biết à? Và... à. Thì đây là Mỹ 17 tuổi đã lấy chồng rồi. Thế bây giờ em làm công việc gì? Em mang cái này đi phơi à? Vâng. À. Cái nào cũng làm hết. Cái nào cũng làm hết à? Vâng. Đâu em làm như nào? Thì... chỉ dựng lên trong phơi thôi đúng không? À. Cho cái hạt à, cái khô khô này ra đúng không? Vâng. À, không bỏ cũng được à? Đấy, xong cắm này phơi khô. Thế ngoài trồng lúa ra mọi người có làm ngô không? Thế à? À, thu hết ngô mới đi thu lúa. Em chưa biết làm. Hả? Làm lúa như này là em vừa lấy chồng ở đây giờ hôm nay mới làm thôi, chưa biết làm. À, em ở nơi khác đến và chỗ nhà em ở là không trồng lúa. À, em đến đây là nhà chồng là có trồng lúa. À, mới bắt đầu biết trồng lúa cách đây 2 năm thôi. À, năm ngoái và năm nay thôi. Năm ngoái và năm nay thôi. À, thế có con chưa? Chưa. Chưa à? Và dàn thế em ở chỗ nào? Lũng Táo ạ. Lũng Táo à? À, Lũng Táo thì anh thấy cũng có trồng lúa mà nhỉ? Có nhưng mà nhà em không trồng đúng không? Nhà em không trồng. Lũng Táo sang tận khai hoang lấy chồng. Nhưng cái này khi mà dựng lên ấy, nhìn cũng nhìn trên cao xuống cũng khá là ấn tượng.
Nó cứ thành từng chùm, chùm một. Hóa ra là Mỹ không biết không nhà không trồng lúa bao giờ nên không biết cái máy tuốt lúa đúng không? Vâng. Cứ thấy mọi người đập như này là cũng quen, cũng đập được như này thôi. Vâng. Thôi, mình lại ra đập với các cô, thấy mấy cô này vui tính. Hả? Tàu. Tàu chỉ tàu. Đây Sùng đã đi thêm được một chuyến rồi này. Đấy ý của anh là sao không mang cái bạt này ra gần cái ruộng ấy? Để đây thôi. Để đây thôi à? Mệt một tí thôi đúng không? À, bây giờ là 12 rưỡi trưa và mọi người làm thông trưa luôn. Xong, bao giờ xong thì thôi, không có khái niệm là nghỉ trưa. Làm mà làm cho xong. Đây tôi đổi chuyển sang bên này. Giờ thực ra làm cha cũng chỉ thử thôi để biết cái công việc của các cô ấy như nào thôi. Rất là thô sơ, đơn giản. Và cái năng suất thì cũng không quá cao. Ví dụ như đồng bằng miền xuôi thì có máy tuốt lúa, máy gặt liên hoàn rồi rất nhiều những cái công cụ khác nhau để làm cái công việc này dễ hơn. Nhưng mà trên này bà con vẫn làm bằng những cái cách thô sơ như này. Chỉ cần một hòn đá, không cần gì nhiều. Ba hòn đá, mỗi người một hòn. Ví dụ bây giờ anh thì thông qua em nhá, thì anh cũng thấy mọi người làm việc này, anh cũng thấy cũng khá là mệt đấy. Anh muốn mời một ít kem ấy, thì anh cứ đưa tiền cho em xong rồi lát nữa em bảo chồng hay ai đi mua nhá, được không? Làm rồi chồng không. Thì ở chồng không ở đây thì ai có xe máy thì đi mua được không? Muốn mời những người phụ nữ Mông này đây một ít kem để giải khát. Thế thì em cứ cầm tiền xong lát nữa em đi mua giúp anh nhá. Em nhờ ai đi mua giúp anh nhá. Này, cầm giúp anh nhá. Thì mua kem hay mua kem hay mua kẹo hay mua gì đấy đây. Vâng, em xin nhá. Nhạ. Em chỉ cho là lát tôi mà mất kia trả lại. Hãy cho mình đi cho thật đảo tôi. Đi lạ. Còn nếu mất kia lạ. Nhìn nếu mất kia. Cảm ơn. Dạ. Rồi, thế mọi người làm việc vui vẻ nhá. Chúc mọi người một buổi chiều lao động hiệu quả. Thế Mỹ nhờ người đi mua giúp anh, mời mọi người giúp anh nhá. Anh ở xa đến anh cũng không có gì nhiều hay gì cả. Có thế thôi. Rồi, chắc là bây giờ thì mình cũng không dạ ô chồng à rồi cũng không anh đi nhá, cảm ơn em, cũng không phiền công việc của mọi người nữa vì mình chỉ kiểu như là cưỡi ngựa xem hoa thôi, có khi là vướng chân vướng tay. Ở đây thì cha cũng thấy mọi người cũng đã chuẩn bị cơm trưa này đấy. Khi quay đến cơm thì mọi người cười, không biết là còn món gì ăn không. Có canh đậu này. Rau với đậu đúng không? Cơm. Anh xin một tí cơm được không? Được. Không, ăn bốc cũng được. Thìa chưa rửa à? Thôi, ăn bốc cũng được. Rồi các cô cười. Nào, anh xin. Thôi
phiền anh. Hả? Em lấy nước rượu. À thôi không cần đâu, em cứ làm việc đi. Anh ăn bốc cũng được. À, cũng hơi mất lịch sự tí nhưng mà thôi ăn bốc cũng được. Em cứ làm việc đi, không cần phải rửa nữa. Em gái em mỉ đi rửa chè cho mình mà thôi. Không cần đâu. Bữa cơm lao động của bà con thì tuyệt nhiên là mình không nhìn thấy thịt, chỉ có bí thôi. Đậu à. Chẳng có thể là thịt họ ăn xong rồi. Bây giờ chỉ còn thừa lại rau cỏ thôi nhưng mà cũng rất là ngon. Mọi người cười. Nọ ca ca. À nọ ca ca. Nọ ca ca. Nọ ca ca.